Truyện tranh Thần Đồng Đất Việt tập 19 Hồn Ma Ăn Trộm. Bây giờ Sửu có một câu đố đây. Ai đáp đúng sẽ có một món quà đặc biệt. Đó là được huôn tai Sửu. Ô, thích quá. Đố nhanh lên sốt ruột quá. Nghe đây. Con gì thích đèn, con gì thích sách, con gì leo vách, con gì đo cây, con gì lượn mây lại phun ra nước. Ồ, con gì mà thích đèn sách, chỉ có con người thôi. Bí rồi phải không? Để tí trả lời. Khoan, ta biết mày giỏi, nhường tao một lần đi. Được, trả lời đi. Con thích đèn sách phải là thầy đồ kiết không? Tầm bậy. Ha ha. Mất thời gian quá. Đó là con thiêu thân, con mọt sách, con thằng lằn, con vượng và con rồng. Hoan hô, đúng rồi. Hi hi, mắc cỡ quá. Chuột. Hừ. Hình như cái Sửu hơi thiên vị Trạng Tý thì phải. Ước gì có một người đẹp ái mộ mình nhỉ. Xin chào các bạn. Hả? Con ai mà tròn vo thế này? Sao mấy người khiếm nhã thế? Để ngồi giới thiệu cho. Đây là Mùi, còn gọi là Mùi Mập, mới dọn đến làng ta. Mọi người cho Ngọ và Mùi chơi chung với nhé. Không thành vấn đề. Cảm ơn, Mùi đã nghe nói nhiều về các bạn. Mùi rất hâm mộ nhóm các bạn, đặc biệt là Mùi rất hâm mộ một bạn trai, bởi tài trí và bề ngoài lịch lãm của bạn ấy. Hi hi, Mùi quá lời rồi. Người để lại trong Mùi ấn tượng sâu sắc đó chính là anh Cả Mèo đây. Trời, nếu Cả Mèo không ngại, chúng mình sẽ là bạn thân nhé. Á, tha cho tôi. Anh Cả Mèo chạy đâu thế? Hi hi, Mùi đừng khóc Mùi. Bọn con trai đáng ghét, người ta chân thành như vậy mà. Đừng thèm Mùi, đã có chúng mình đây. Mùi, Mùi ngồi đây chơi. Mùi kể về gia đình của Mùi đi. Rồi bọn này sẽ kể về gia đình của bọn này cho Mùi nghe. Người ta nói Tí là tiên trên trời đấy. Hi hi. Mẹ của Sửu mất rồi. Mẹ của giận dữ lắm, mở quán bán cơm. Ha ha, hôm nay vô mánh rồi. Phải về báo cho đại ca mừng mới được. Đại ca, có bánh làm ăn rồi. Mày thu nhập thông tin như thế nào? Em đã nghe đầy đủ thông tin về gia đình của một bọn nhóc. Hôm nay ta có thể vào làng làm ăn được rồi. Ha ha, khá lắm. Chúng ta đến nhà mua hàng cơm trước. Quán cơm 8 tiền, nhà mùa này chắc lắm tiền đây. Xin chào nữ thí chủ, có chuyện gì vậy mấy thầy? Tôi đi ngang thấy có vầng mây u ám, chắc trong nhà này có chuyện không vui. Hi hi, công việc buôn bán trôi chảy có gì mà không vui. Nhưng chắc ông nhà là người bê tha, bỏ bê nhà cửa, khiến vợ chồng ly tán. Trời! Sao thầy biết chuyện nhà tôi? Theo như tôi biết, nếu để kéo dài như thế này, trong nhà sẽ còn nhiều chuyện xui nữa. Chết, thế tôi phải làm sao? Bà phải lập đàn cúng tế, bằng đào sẽ giúp một tay. Thế có tốn kém nhiều không à? Bằng đào chỉ cứu nhân độ thế, quyết không lấy một xu. Trời, ôi, quý hóa quá. Bay đâu, chuẩn bị bàn cúng. Xin thầy chỉ dạy cho ạ. Bằng đạo là người phàm, sao có thể dạy bà được. Bây giờ bằng đạo sẽ thỉnh một vị cao niên trong họ đã chết về để chỉ bảo mới linh. Hả? Gọi hồn người chết à? Nói cho bà biết, thầy đây là bậc thầy về gọi hồn đấy. Thế thì tâm sự nhờ thầy. Cô đồng, vào vị trí đi. Xong rồi, xin phép bà, tôi bắt đầu khiển đồng đây.
Nam mô Ổm Bà La Ca Na Ca Rốt Su Su Hột Lựu Hồn Cụ Hồn Cha Rama trở lại. Hồ biến á, hồn về rồi, hồn về rồi. Tám tiền có nhận ra cha không? Cha hả? Con có nhớ năm xưa lúc có thai dằn béo, cha đã mua ốc heo cho con ăn. Để sanh con sáng dạ, con có nhớ không? Trời, đúng là cha rồi. Cha ở dưới âm phủ có khỏe không cha? Cha xin được một chân đun vạt dầu nên cuộc sống cũng ổn định. Trời, thằng chồng của con thật là tệ hại. Chuyện đó giải quyết cũng dễ thôi con ạ. Chồng con bị ma men nhập không dễ gì trừ được. Bây giờ con hãy đưa cho thầy Pháp 20 quan tiền để cúng cho ba men, bảo nó tha cho chồng con. Nó sẽ lại chí thú làm ăn lại như xưa thôi. Thôi, đã tới giờ về đun dầu, cha đi đây. Thằng... Phù, mệt quá. Lời cao nhân đã chỉ rõ, mong thí chủ thành tâm. Ôi, thầy thật là tài tình. Bay đâu, mang 20 quan tiền ra đây. Mong thầy ráng năn nỉ ma men giùm em. Tiền này là dành mua lễ cúng ma men, bần đạo quyết không đụng tới. Xin cáo từ nỉ thí chủ. Xin đa tạ thầy. Chà, không ngờ cha chết rồi mà mình vẫn gặp được. Gặp mấy vị này thiệt là may mắn hết sức. He he, em xui một vụ rồi. Bây giờ tới nhà mụ nông dân có thằng con trai. Chà, nhà tôi tàn quá, không biết có sơ muối gì được không. Thôi kệ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xin chào nữ thí chủ. Các ông đây là... Bằng đạo là Pháp Sư Thiên Tàm. Bằng đạo thấy quanh nhà có chướng khí, nghi có chuyện nên vào hỏi thăm. Mẹ con tôi sống yên ấm hạnh phúc chứ có chuyện gì đâu. Đứa bé không có cha, bà không thấy lạ sao? Hả? Sao? Sao ông biết chuyện này? Không những thế, bằng đạo đã gặp cha đứa bé rồi. Chẳng hay nữ thí chủ có muốn gặp lại chồng không? Làm sao tôi có thể gặp được? Chồng bà là người cõi tiên, không thể gặp được. Nhưng tôi có thể thỉnh hồn ông ấy nhập vào xác cô đồng đây, để cho hai người tâm sự. Thật sao? Nhưng nhà tôi nghèo lắm, chắc không có tiền trả cho hai vị. Không sao, bằng đạo chỉ làm phước, không lấy tiền đâu mà ngại. Nếu vậy, nhờ các thầy ra tay thử xem. Xin phép nữ thí chủ, tôi bắt đầu khiển đồng đây. Nam mô Ổm Bà La sữa hột gà, cà rem cay, lá đà... Bà La Bi La hồn cha hồn thánh, hồ biến. À, hồn về rồi đấy. Ha ha, được gặp vợ con rồi. Người đây là... Ta chính là chồng của nàng đây. Làm sao biết được người có phải là chồng tôi hay không? Nàng quên hòn đá vào đó rồi sao? Hồi đó ta là tiên bay ngang qua. Chính ta đã nhập vào hòn đá và nàng đã hạ sinh một đứa con trai. Nhớ không? Trời ơi, đúng rồi. Thế tại sao người không về với mẹ con em? Bởi ta là tiên, còn bằng nhiều việc trên thiên đình nên chưa thể về với nàng được. Nhưng nếu nàng muốn ta sum họp thì vẫn còn một cách. Cách gì? Em sẽ cố làm. Đó là nàng phải đưa cho thầy đây 10 quan tiền cúng Ngọc Đế. Ngọc Đế sẽ động lòng mà tha cho ta. Em thôi được, thầy chờ một lát. Cả đời khổ cực, tôi chỉ dành dụm được 5 quan tiền để tí đi thi. Thầy cầm đỡ vậy, cố mà năn nỉ Ngọc Hoàng giúp tôi. Chỉ 5 quan sao? Thôi cũng được. Mẹ thằng Tí ơi, sắp tới giờ chầu Ngọc Đế rồi. Ta phải về cho kịp đây. Thằng... Phịch. Nữ thí chủ quả là có lòng thành, người sẽ sớm gặp lại chồng thôi. Chỉ mong cho bé Tí có một người cha. Bằng đạo xin cáo biệt. Ôi thật là kỳ diệu. Mẹ, sao mẹ lại đứng thừ người ra thế ạ? Tí, mẹ báo cho con một tin mừng. Vào nhà đi, mẹ sẽ kể cho con nghe. Cái gì? Hồn của cha con ư?
chẳng bao lâu nữa con sẽ gặp đại cha. Hừ, chuyện này đáng ngờ lắm. Mẹ đã đưa cho họ hết số tiền nhà ta có. Trời, mẹ bị gạt rồi. Mấy gã này lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ để gạt tiền đấy. Không, không thể nào, trong họ có vẻ thành thật lắm. Tí ơi, có thấy một gã thầy Pháp và một gã bóng vào đây không? Có chuyện gì thế nhăn béo? Mẹ tao vừa bị hai gã đó gạt hết 20 quan. Tao mà bắt được hai tên biệp đó thì... Trời ơi, thế là mẹ bị lừa thật rồi. Ngu thật, sao mình lại tin những điều nhảm nhí như vậy nhỉ? Hu hu, tiền dành dụm cho tí đi thì thế là... Đi, mau đi tìm bọn chúng. Đám con gái chơi ở kia kìa. Có nên lừa tụi nó không đại ca? Sao lại không chứ, để đó tao. Thật tội nghiệp bé gái, mới bé thế đã mồ côi mẹ. Sao, sao ông biết cháu mắc mẹ? Không những thế, ta đã từng gặp mẹ cháu. Hả? Tuy rằng mẹ cháu đã chết, nhưng ta là người có thể liên lạc với cõi âm. Nếu muốn, con có thể gặp được mẹ. Hả? Gặp lại mẹ, ta có mơ không? Nào, mời cô đồng. Nam mô ổn sĩ bùa sĩ lốp lốp cốp len keng. Hồ biến. Ôi sửu, con gái cưng của mẹ. Ôi, mẹ nhớ con quá. Mẹ, có thật là mẹ không? Con có nhớ ngày xưa mẹ vẫn hay làm bánh trôi hấp cho con ăn không? Trời ơi, đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi, cha của con đã hết bổn xỉn chưa? Mẹ, mẹ giờ ra sao rồi ạ? Hít, con hỏi mẹ càng thêm tuổi. Mẹ ở âm phủ đói và lạnh lắm. Hu hu, con làm gì được cho mẹ đây mẹ ơi? Có chứ, con gửi tiền xuống âm phủ cho mẹ. Con chỉ có mấy xu thôi à? Sửu đừng lo, để tụi này góp cho. Chúng con góp lại được 5 đồng đủ không ạ? Ờ, đủ, đủ, con thật hiếu thảo. Thôi, mẹ đi nhé. Mẹ ơi, đừng đi. Bãi thằng mất tiêu rồi. Các cháu đừng buồn, mẹ cháu sẽ no đủ dưới ấy. Thôi các thầy đi đây. Hừ, cả lũ mà chỉ có 5 đồng. Sửu ơi. Cái gì? Lại là hai gã đó hả? Trẻ con mà chúng cũng không tha, phải cho chúng một trận. Nhưng mình bé quá, làm gì được chúng bây giờ? Hu hu, tèo ơi là tèo ơi. Tội nghiệp, ông ta kêu khóc thảm thiết quá. Chú ơi, chú đừng quá đau buồn. Chắc người thân chú vừa mất hả? Hừ, tức quá. Chẳng giấu gì chúng mày, đây là bạn làm ăn của tao. Bọn tao làm nghề ăn trộm, dành dụm được một số tiền lớn. Hôm nọ tao bảo nó đêm tròn, hôm nay tao tìm nó thì nó đã bị ốm chết mất. Bây giờ biết nó chôn tiền ở đâu mà lấy đây? Thế thì làm sao mà không khóc được chứ? Hu hu, tèo ơi là tèo. À, thì ra là thế. Ha ha, tí có kế hoạch trị mấy lão thầy Pháp rồi. Ta làm thế này, dần tìm mấy lão thầy ấy, mẹo thì đi báo quan. Xong ngay. Chú ơi, chú có muốn tìm lại số tiền đó không? Sao lại không? Nếu tìm được, chú phải chia cho cháu 30 quan. Ha ha, được được, mày biết chỗ nó chôn à? Cháu không biết, nhưng cháu biết một pháp sư tài bà có thể gọi hồn chú tèo về cho chú hỏi. Thật à? Nhưng chú nghe cháu dặn đây, khi chú tèo gặp lại chú, nhất định sẽ chối là không phải tèo. Chú đừng tin nhé, nhất định bắt chú ấy phải khai ra. Được được, tao hiểu mày. Mau đưa tao đi gặp mấy lão pháp sư đó. Hai thầy ơi, chờ đã. Hai thầy ơi, cháu có chuyện muốn nhờ. Ngài nói hai thầy chuyên về gọi hồn phải không ạ? À? Phải, đó là nghề của bằng đạo. Thế chú mày muốn thỉnh hồn ai? Cha của bạn cháu vừa mới mất, bạn cháu muốn thỉnh ông ấy về chơi. Thế ông ấy tên là gì, nghề gì, thích gì? Ông tên là Tèo, làm nghề ăn trộm. Nếu thầy thỉnh được ông ấy về, bạn cháu sẽ thưởng thầy 50 quan. Hay quá, bạn cháu đâu? Bạn cháu tới kìa. Ta bắt đầu ngay nhé. Chú phải nấp ở đây, chú xuất hiện tên Tèo sẽ không dám về đâu.
Khi nào hắn nhận đúng là tèo thì chú hãy ra tay. Bắt đầu. Ba la cá ba sa bô lô ba la, hồn ma ăn trộm mau về. Pháp sư này hay thiệt chứ, hồ biến. Ha ha, ta đã về đây. Ông là ai? Ta chính là tèo, làm nghề ăn trộm đây. À, tèo. Ha ha, tao chờ mày lâu rồi. Nói đi, mày chôn tiền ở đâu? À, ông anh lộn rồi, tôi đâu phải tèo đâu. Còn chối hả? Tính nút gọn số tiền hả? À, thiệt mà, tôi chỉ là cô đồng thôi. Không đánh chắc mày không chịu khai đâu hả? Hự, chết nè. Bóp, hự. Bây giờ mày có khai hay không? Để em khai, tất cả tiền thầy Pháp giữ hết rồi. Hả? À, thì ra mày thông đồng với thầy Pháp hả? Tiền đâu? Tôi không có. Bóp, không có nè. Có khai không? Bóp. Cốp. Hết chịu nổi rồi, để em khai. Nói mau, tiền ở đâu? Dạ, tiền của tụi em để ở miếu hoang ạ. Đưa tao tới đó mau, lão tét là chết với tao. Bấm anh tiền đây ạ. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được. Ủa, sao không giống tiền mình ăn trộm lắm? Hu hu, hít, đây là tiền tụi em dành dụm được mà. Thôi kệ, có còn hơn không, lần này may mà gọi hồn mày về được. Mai mốt đừng có chết ẩu như vậy nữa nghe tèo. Có tiền rồi tao sẽ cúng bái cho mày tử tế. Ha ha ha, thế còn phần 30 quan của cháu đâu? He he, có ngay, anh mày sòng phẳng lắm. Hí hí, 20 quan của bà Tám đây, 5 quan của mẹ Tí, còn 5 quan cho bọn Sửu Ngọ Mùi. Thôi tao đi trước nghe mấy chú nhóc. Đi đâu mà vội thế tên trộm? Giải chúng về nha môn. Ê tèo, mày chết rồi mà cũng bị bắt hả?